Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 10 bài thuốc cổ truyền Việt Nam giúp cho lối sống của chúng ta trở nên lành mạnh hơn. Hãy đăng ký kênh để xem chi tiết và liên tục nhận được video tiếp theo nhé. Thứ nhất là sâm, sâm được biết đến với khả năng bồi bổ cơ thể và cải thiện sức đề kháng. Dùng định kỳ có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến động mạch và tim. Thứ hai là gừng, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn là một loại thuốc bổ cực kỳ hiệu quả. Gừng có tác dụng chống vi khuẩn, giảm đau và hỗ trợ tiêu hóa tốt. Thứ ba là nước cốt dừa, nước cốt dừa là một trong những nguồn dưỡng chất tự nhiên giàu chất béo không bão hòa lành mạnh. Uống nước cốt dừa thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và làm đẹp da. Thứ tư là rau má, rau má không chỉ là một loại rau củ thông thường mà còn có tác dụng làm mát cơ thể, giảm căng thẳng và cải thiện trí nhớ. Sử dụng rau má hàng ngày có thể giúp cải thiện tinh thần và tăng cường sức khỏe. Thứ năm là cây cỏ ngũ sắc Cây cỏ ngũ sắc được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền với tác dụng làm giảm căng thẳng, lo lắng và tăng cường sức đề kháng. Thứ sau là sấu. Trái sấu chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, làm mát cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa. Thứ bảy là cây lúa mạch. Lúa mạch là một nguồn thực phẩm giàu chất xơ, protein và khoáng chất. Sử dụng lúa mạch hàng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm cân. Thứ tám là rau rền. Rau rền chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất chống vi khuẩn tự nhiên, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Thứ 9 là bồ công anh, bồ công anh không chỉ là một loại hoa đẹp mà còn có tác dụng giảm stress, giảm cholesterol và cải thiện chức năng gan. Thứ 10 là cây bạch quả, cây bạch quả là một loại thảo dược quý giá trong y học cổ truyền Việt Nam. Bạch quả có tác dụng giúp giảm đau, làm dịu cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Đồng thời, bạch quả cũng được biết đến với khả năng thanh nhiệt giải độc và cân bằng cơ thể. Hãy thêm bạch quả vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để tận hưởng lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Trên đây là 10 bài thuốc cổ truyền Việt Nam giúp bạn có lối sống lành mạnh hơn. Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hay bài thuốc nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia y tế.